Một cây xăng nghi nhiễm tạp chất tại Vĩnh Phúc vừa bị kiểm tra đột xuất ngày hôm qua. Sự việc này bắt đầu trước đó 2 ngày. Một khán giả đã gọi đến đường dây nóng của Chuyển động 24 giờ để phản ánh về việc là nghi có cây xăng pha nước vào xăng để bán cho khách, khiến xe chết máy tại Vĩnh Phúc. Dù hôm qua là ngày nghỉ, nhưng mà cơ quan quản lý thị trường và các lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cũng vẫn sẵn sàng kiểm tra đột xuất cây xăng theo nguồn tin của Chuyển động 24 giờ. Hiện trường ngày 17 tháng 4 tại cửa hàng xăng dầu số 9, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Bên này là nước này, đổ 100.000 tiền xăng, đây là nước này. Đây là xăng này, 100.000 tiền xăng, gần này là xăng này. Đổ 40.000 tiền xăng, thế nhưng mà chỉ đi được khoảng độ 40 mét, hơn 40 mét gì đấy. Thì là xe bị chết máy và phải dừng lại dắt bộ, không hiểu lý do vì sao. Thì dắt bộ lên đúng cửa hàng sửa xe máy ở đây. Thì là dừng lại và là kiểm tra, thợ sửa xe kiểm tra cho rất rõ ràng là lúc đổ xăng thì có pha lẫn nước lã ở trong đấy. Sau khi tiếp nhận thông tin từ khán giả của Chuyển động 24 giờ, một đoàn liên ngành gồm Chi cục Quản lý thị trường, phòng PC46 Công an tỉnh, Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra đột xuất cửa hàng xăng kể trên. Cửa hàng đáp ứng được hầu hết các điều kiện kinh doanh, tuy nhiên khi đổ xăng ra chậu thì phát hiện những dấu hiệu có tạp chất. Thì về mặt cảm quan là đoàn có nhận thấy rằng là trong xăng có một lượng tạp chất nhất định. Thế nhưng mà khi mà để kết luận được chính xác thì đoàn đã tiến hành thực hiện lấy mẫu theo quy trình và sẽ tiến hành thử nghiệm chất lượng tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Sau đó khi có kết quả thử nghiệm thì đoàn sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Đoàn đã tiến hành kiểm tra lấy mẫu ở bồn chứa xăng và đây là những gì được lôi ra từ đáy bồn. Chủ doanh nghiệp thừa nhận từ lúc mở cửa hàng xăng cả chục năm nay chưa một lần làm vệ sinh bồn chứa. Cho vệ sinh lại đọc phần trên vì nguyên tắc nước thì bao giờ đọng ở dưới. Thì tôi sẽ loại bỏ độ khoảng tầm 4 đến 500 lít. Đấy, nó lẫn tạp chất ở dưới, lẫn cả dầu cả nước thì tôi sẽ bỏ đi. Dù đã nhận sai và hứa khắc phục nhưng hình phạt mà chủ cửa hàng này phải đối mặt cũng không hề nhẹ. Sẽ phải xử phạt từ 1,5 đến 2,5 lần giá trị hàng hóa vi phạm. Đồng thời sẽ biện pháp xử phạt bổ sung là sẽ tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 1 tháng và buộc như vậy là tái chế lại cái sản phẩm hàng hóa mà có vi phạm về chất lượng. Theo dự kiến thì 2 ngày nữa sẽ có kết quả giám định chất lượng xăng. Tùy theo đó sẽ có hướng xử lý vụ việc.